Anh em yêu cầu người ta xóa thôi. Anh cản trở em à? Bây giờ em đi thì em làm sao? Tôi đố ông đi. Ông xóa ảnh cho tôi đi thì tôi đi. Ngày 3 tháng 12, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác tội phạm vụ một phóng viên bị lăng mạ, đe dọa, xúc phạm khi đang tác nghiệp tại công trình số 9 lô B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo đó, sáng ngày 2 tháng 12, phóng viên BHT đến khu vực bên ngoài công trình có dấu hiệu vi phạm trên để ghi nhận tình trạng dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn tiếp tục thi công. Trước khi tới hiện trường, tôi có liên hệ với ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, và ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, và được ông Ngọc Anh hướng dẫn tới hiện trường để ghi nhận. Khi tôi đang đứng ở khu vực công cộng bên ngoài công trình để ghi nhận cảnh hàng chục người vẫn thi công bên trong bất chấp lệnh đình chỉ. Bất ngờ, một người đàn ông mặc thường phục cùng hàng chục người mặc áo đồng phục màu vàng từ trong công trình xông ra, quay kính quanh tôi, cản trở, không cho tôi tác nghiệp. Đặc biệt, những người này còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, thậm chí có hành vi giữ tôi lại tại khu vực trước quán cà phê, đối diện công trình có dấu hiệu vi phạm. Sự việc được camera của quán cà phê cây xoài và điện thoại di động cá nhân tôi ghi lại, phóng viên BHT cho biết. Theo phóng viên T, những người này đã đe dọa, xúc phạm danh dự của ông nói riêng và nghề báo nói chung bằng những lời lẽ tục tĩu, côn đồ. Sáng 3 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết sau khi nhận được thông tin đã cử cán bộ xuống phường làm việc, hiện lực lượng chức năng đã rào hai lớp xung quanh công trình này,